Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nội thất Sen xin giới thiệu với quý vị và các bạn cách lắp chiếc ghế da ngả nhập khẩu từ Đài Loan. Vâng, chiếc ghế gồm bao gồm lưng, đệm. Đây là đang lắp phần lưng của chiếc ghế. Lưng chiếc ghế bao gồm có một cây T để lắp đỡ phía sau lưng. Và đây là thợ của Nội thất Sen đang lắp, giới thiệu quý vị. Vâng, bây giờ cây tây đã lắp hoàn chỉnh vào lưng của chiếc ghế, đã xong phần lưng. Và bây giờ đến phần lắp đệm của chiếc ghế. Đệm của chiếc ghế bao gồm có hai tay, đang lắp tay vào chiếc ghế có ốc đằng sau đấy. Các bạn nhìn đang lắp tay. Đây đã lắp tay của chiếc ghế đấy. Chiếc tay của chiếc ghế đã xong và bây giờ đến công việc tiếp theo là mình lắp bát của cái ghế. Đây, bát của cái ghế thì bao gồm có 4 con ốc ở bên dưới đây. Chiếc ghế này giới thiệu với quý vị và các bạn là toàn bộ bằng da nhập khẩu từ Đài Loan. Vâng, đã hoàn thiện cái bát của mình. Vâng. Và bây giờ đến tiếp theo là cho bít tông vào chân. Bít tông lên xuống. Vâng, đây. Và đặt chiếc ghế lên. Mình trước khi đặt chiếc ghế mình ngồi ấn cho nó chắc vào. Và các bạn lưu ý đến tiết mục lắp lưng thì có một lỗ ở đằng sau chiếc đệm và mình đút lưng vào và ấn xuống và xoáy cái núm để giữ chặt cái lưng. Và chiếc ghế đã được hoàn thành và bây giờ chúng tôi sẽ test thử cho các bạn lên xuống ngả. Chiếc ghế này đặc điểm là có một tính năng là có thể ngả được các bạn nhé. Những lúc mệt mỏi thư giãn nằm ngả rất chi là thoải mái luôn. Và chiếc ghế đã được hoàn thành. Đây. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Các bạn có thể liên hệ đến trang web noithatsen.com hoặc số điện thoại 0912554668 hoặc số điện thoại 0912593222. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều.